Hiện nay, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đã bắt đầu thi công trở lại. Tuy tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, nhưng ngành xây dựng thành phố và các chủ dự án vẫn có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong thi công, cũng như thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại công trường. Dự án Mikazuki Spa và Hotel Resort đặt tại quận Liên Chiểu do tập đoàn Mizazuki Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ Hiện nay đã hoàn thành và đưa vào khai thác một số hạng mục. Các hạng mục chính như khối khách sạn, khu vui chơi trong nhà, khu công viên suối nước nóng đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại công trường, đơn vị thi công dự án này cho biết sức khỏe của công nhân vẫn là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Không đặt tiến độ lên hàng đầu nữa, mà mình đặt cái an toàn là lên hàng đầu. An toàn trong quá trình thi công, an toàn cho công nhân và an toàn cho dự án công tạ dán đường vành đai phía tây một trong những dự án trọng điểm kết nối giao thông trên địa bàn thành phố công tác phòng chống dịch vẫn được đảm bảo hết sức nghiêm ngặt trước khi vào công trường bắt buộc phải đeo khẩu trang rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào công trường cùng với đó sở xây dựng thành phố đã thành lập các tổ kiểm tra giám sát đồng thời đề nghị các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường công tác phòng chống dịch đến các chủ đầu tư các chủ thể tham gia xây dựng công trình cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong phạm vi địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch